Chào các bạn, mình là Linh Táo. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn học bộ quay xước này nhá. Thì cái bộ quay xước này nằm trong những top bộ có những cái đường nét khó nhất. Cho nên các bạn cần chú ý một chút. Ở đây thì chúng ta sẽ xét tới cái phần kết cấu và bố cục của nó như sau. Nó sẽ bao gồm một nét chấm. Đó, sau đó một nét ngang ngắn gập phẩy xuống phía dưới, đúng không ạ? Sau đó là một nét mắc ngang, và các bạn chú ý cho mình là nét mắc ngang chúng ta viết nó vươn dài cái phần thân nét nó ra một chút nữa nhá. Đấy. Về phần bố cục thì chúng ta có thể tính được cái tỷ lệ của nó như sau, đó là nét chấm và nét ngang ngắn gập phẩy nó sẽ được viết thẳng hàng với nhau, dựa lưng lên như thế này. Khoảng cách của nó này, tính từ nét chấm bằng với nét ngang và ngang bằng với nét đầu mác ở phía dưới. Về thân nét của nét ngang ngắn gập phẩy, mình sẽ nói sơ qua một chút, đó là chúng ta vẫn uốn theo nửa hình chữ S nhá, chứ chúng ta không uốn dạng hình chữ S số 8 như thế này nhá. Cho nên cái này các bạn cần phải lưu ý và rút kinh nghiệm. Chúng ta sẽ uốn theo nửa hình chữ S và nó chỉ dạng thon như thế này thôi nhá. Đấy. Chứ chúng ta không uốn dạng hình chữ S kia. Ở đây thì chúng ta có thể tính ra tỷ lệ, đó là tức là phần đầu hình chữ S sẽ to hơn phần đuôi của nó. Tiếp theo là từ nét chấm thì các bạn viết rõ ra cho mình, đó là nét chấm giống như hình giọt nước. Đừng bạn nào viết cho mình nét chấm mà thành một nét quẹt quẹt gạch gạch nhá. Sau đó từ nét mác ngang thì chúng ta viết kéo dài, tỷ lệ tính theo chiều dài của nó. Ở phần chân của nét mác ngang chúng ta viết hơi dạng chân lên trên một chút, vì nó có kết cấu bán bao vây trái và dưới, nó ôm trọn vào cái bộ phía bên trên và phía bên tay phải. Ở đây chúng ta sẽ chú ý một chút ở phần nét mác ngang này. Ở đây nhá, đó là gì? Khởi bút của nét mác ngang sẽ cao hơn, và cái phần thu bút, tức là chân của nét mác ngang, sẽ được viết thấp hơn một chút. Nhiều bạn viết nét mác ngang để viết thành nét ngang dài là chưa chính xác. Cái phần khởi bút của nét mác phải cao hơn phần chân của nó. Các bạn có nhìn thấy cái phần tỷ lệ của nó không ạ? Đấy, nó cao lên một cái khoảng cách nhất định như thế này. Đấy nhá. Tiếp theo thì mình sẽ viết một số lỗi cơ bản khi mà các bạn viết bộ quay xước này như sau. Đây, ví dụ nhỏ như thế này. Chúng ta viết hình số 3, kéo xuống mà không có nét chấm nhá. Không có nét chấm nó sẽ thành ra, nếu như các bạn viết đúng thì nó sẽ dạng hình bộ dẫn, chứ nó lại không phải bộ quay xước này nhá. Bộ quay xước này biểu nghĩa của nó là, đó là đi xa, còn bộ dẫn của chúng ta là đi gần. Đều ý chỉ là hành động đi và chỉ chân. Tiếp theo thì các bạn chú ý cho mình, đó là cái khoảng cách của cái nét chấm này các bạn hay viết ở gần với nét ngang ngắn là chưa chính xác. Các bạn phải viết có một cái khoảng cách nhất định với cái nét ngang ngắn nhá. Và chấm thì phải thẳng hàng với nét ngang ngắn ở phía dưới, dựng thẳng cái sống lưng của nó lên. Tránh trường hợp chúng ta viết nó đổ hay siêu vẹo sang phía bên trái hoặc sang phía bên tay phải. Để xem được nhiều clip hơn, các bạn vào kênh YouTube của mình, các bạn gọi AD Ninh, để các bạn xem được nhiều clip hơn. Với hơn 1.000 clip, mình có đăng tải 214 bộ thủ tương đương với 214 clip và 38 nét tương đương với 38 clip ở trên kênh. Các bạn có thể lên các bạn xem nhé.